Rồi, một cái mẫu chữ nhật. Một cái mẫu chữ nhật của em. Mẫu dương mặt mang này cũng đẹp lắm. Cái mẫu này giá rất là hữu nghị luôn. Mẫu này chỉ có 280 thôi. 280 bao ship thôi. Còn size lớn nha. Chữ nhật. Của em nghe rõ thông số nha. Của Santi chỉ đo kích thước lọt lòng thôi nha của em. Kích thước lọt lòng của nó là 42 nha. Lọt lòng 42. Và chiều ngang của nó là 28 nha. Và chiều cao là 14. Mẫu này chỉ có 280 thôi. Men cũng rất là đẹp luôn. Giá nó cũng rất là hữu nghị. Miệng mẫu này thì bên Santi nhập kho cũng khá lâu rồi. Này bán giá hữu nghị cho bên em tham khảo tại một coi. Rồi 280 bao ship. Rồi một cái mẫu tiếp theo của anh em, một cái mẫu oval tiếp theo. Mẫu oval nha. Mẫu này là hàng nung bằng lò củi này, men rất là già men. Đây cũng có mạch bộp này. Bên đây này có mấy con hoa văn mai này. Thành thì thành kiếm gì đây của anh em ơi. Mẫu này thì Zalo của anh em giá 400 của anh em, 400 bao ship nha. Size này sẽ lớn nha. Size này oval phủ bì. Phủ bì là 49 và lọt lòng là 45. Và chiều ngang phủ bì là 36, lọt lòng là 32. Chiều cao của nó là 17,5 nha. Mẫu này rồi, chúng ta vô size cây lớn nha của anh em. Mẫu này 400. Hàng này hàng luôn là củi này, men già lắm. 400 của anh em, 400 bao ship nha. Bao vận chuyển tận nhà, bao vỡ cho của anh em luôn. Buổi sáng thì đóng hàng kỹ của anh em an tâm. Nhận hàng đồng kiểm luôn. Rồi, 400 của anh em, 400 bao ship. Rồi, một mẫu tiếp theo. Cũng là một mẫu chữ nhật của anh em, cũng là một mẫu chữ nhật. Còn đây một mẫu chữ nhật nha. Mẫu này chúng ta vô cây dân bài dân trực. Trực lách. Ok nha của anh em. Rồi của anh em nghe rõ thông số nha. Phủ bi là 37,5. Lọt lòng là 33. Chiều ngang phủ bi là 30 và lọt lòng là 25. Chiều cao của nó là 12 phân. Mẫu này Zalo của anh em giá 365k bao ship nha. 365k bao ship tặng nhà. Những cái men này nó đẹp. Cô đem vô cây xanh si mà chú thủy, những cây dán trực, dán trực lắc, những cây dán bài, nó vô những cái mẫu này. Rồi 365k bao ship. Rồi một mẫu tiếp theo là mẫu chữ nhật chặt gốc. Mẫu chữ nhật chặt gốc nha. Hàng men cũng đẹp lắm. Cái này chúng ta vô những cây dán trực, dán bài sẽ đẹp nha quý em. Rồi quý em nghe rõ thông số nha. Chiều dài phủ bì là 31,5. Lọt lòng là 27. Và chiều ngang phủ bì là 22,5 và lọt lòng là 18,5. Chiều cao đó là 9,5 nha. 9,5. Mẫu này Zalo của anh em giá là 275k. 275k giá bao ship tận nhà nha. Những mẫu này cây vô gian, cây dẫn trực dẫn bài, những cây trực lách sẽ đẹp, dơi xanh si hoặc là mai chiếu thủy. 275 nha quý anh em, 275k bao ship, bao ship tận nhà nha, anh em nhận hàng thanh toán. Rồi tiếp tục giao lưu của anh em một cái mẫu chậu gốm hòn, một mẫu chậu gốm hòn chậu tròn nha quý anh em, chậu tròn. Những cái mẫu này thì người ta chơi cây vân nhân này, ta chơi cây vân nhân hoặc là những cái cây giang bay sẽ ok nha. Mẫu này đẹp lắm, mẫu này gốm hòn nha của anh em. Rồi để đo thông số cho anh em tham khảo nha. Rồi với em nghe kỹ thông số nha của anh em. Cái này tròn phủ bì là 34,5 và lọt lòng là 29,5 và chiều cao của nó là 15 nha, 15,5 nha, chiều cao 15,5. Mẫu này thì Zalo của anh em giá 770k nha. 770k bao ship. Những gốm hòn nó khá là đắt tiền nha quý anh em. 770k bao ship. Bao ship tận nhà nha quý anh em. 770k bao ship. Rồi, một mẫu tiếp theo. Mẫu này là hàng của China nha quý anh em. Hàng của China cho nên nó cũng khá là cao tiền, nó đẹp lắm. Mẫu này đắp hàng đắp nổi nha. Men rất là đẹp.
Rồi, mẫu này thì một chữ nhật. Chữ nhật. Đen ghi rõ thông số nha. Rồi kích thước phổ bì là 40 và lọt lòng là 34.5. Chiều ngang phổ bì là 31.5 và lọt lòng là phổ bì là 31.5, đúng rồi. Và lọt lòng là 26.5. Chiều cao của nó là 11 phân nha. Mẫu này giao lưu của anh em giá là 820 nha. 820k bao ship. Những cái mẫu hàng China này là cao tiền của anh em. 820 bao ship tặng nha. Đẹp lắm, coi vô dẫn trực dẫn bài, chơi được cách được lắc rất đẹp. 820 bao ship. Rồi một mẫu tiếp theo của anh em, một mẫu hình chữ nhật nha. Mẫu chữ nhật. Mẫu này là có con rồng. Đây là con công này của anh em, công. Bên đây là con rồng. Bên đây là con rồng. Mẫu này chúng ta vô cây dán bài dán trực cũng rất đẹp nha. Đấy. Rồi của anh em nghe rõ thông số nha của anh em. Kích thước đo kích thước là phổ bì theo chiều dài là 39 nha, và lọt lòng là 35, và từ chiều ngang ngang phổ bì là 29.5 và lọt lòng là 25.5. Chiều cao là 10 phân nha. Mẫu này giao lưu của anh em giá là 390 của anh em. 390k bao ship nha. Bao ship tặng nha, bao vỡ bao hư hỏng cho anh em luôn. Anh em cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán. 390k bao ship kể. Ship tặng nha, ship toàn quốc. Rồi tiếp theo một mẫu mới anh em ơi, một mẫu mới. Cái này là mẫu này là mẫu chữ nhật nha. Mẫu chữ nhật. Này là gốm hòn của anh em ơi. Chậu đẹp lắm, men rất đẹp nha. Cái này cũng phù hợp với bữa nay mà ông ta chơi Camille này, là chậu khuôn nhưng mà cái hoa văn họ đắp nó rất là nổi nha. Mẫu này cũng khá là đẹp. Chữ nhật của anh em chơi chữ nhật nha. Chữ nhật kích thước dài là 32 của anh em nghe rõ thông số nha. Chậu chữ nhật kích thước dài là phổ bì 32, lọt lòng là 26.5, chiều ngang là 24 và lọt lòng là 18.5. Chiều cao là 11 phân nha, chiều cao 11 phân. Mẫu chữ nhật đẹp lắm, men đẹp lắm. Anh em vô những cây dán trực, dán trực lách, những cây dán bài. Mẫu này thì 470 của anh em. 470 bao ship nha. Mẫu này 470 bao ship. Chậu đẹp lắm. 470 nha của anh em. 470 bao ship. Rồi một cái mẫu tiếp theo, một cái mẫu oval, một mẫu oval đây sẽ lớn của anh em, sẽ đại nha. Xe này sẽ đại của anh em, vô những cây nó lớn của xe, cái xe tầm khoảng 2 người B nha. Xe này sẽ lớn, một oval có 7 góc nha. Rồi kích thước phổ bì, phổ bì của nó là 59 của anh em, và lọt lòng là 52, chiều ngang phổ bì là 46.5 nha, và lọt lòng là 39.5. Chiều cao của chậu này nó là 14 phân. Mẫu này giao lưu của anh em giá 530k bao ship tặng nha. Đẹp lắm, vô những cái cây xanh si của anh em chơi bộ xa đại, xa này sẽ lớn. Rồi 530 bao ship tặng nhà nha của anh em. Rồi một mẫu chữ nhật chặt góc tiếp theo, đẹp lắm của anh em, hàng đẹp lắm. Với anh em thì cái hộp vàng rất sắc nét này. Những cái mẫu này người ta vô cây cũng rất là thích hợp, rất dễ vô cây. Những cái mẫu chữ nhật này mà sang thì bán rất là chạy hàng, với anh em ủng hộ rất là nhiều, có một số mẫu hết hàng luôn của anh em ơi. Mẫu này mẫu mới này. Rồi chữ nhật chặt cấp phổ bì nha, phổ bì là 32 và lọt lòng là 27.5 nha, và chiều ngang phổ bì là 24 và lọt lòng là 19.5. Chiều cao của nó là 10 phân nha, chiều cao 10 phân. Đẹp lắm. Mẫu này giao lưu của anh em giá là 300 của anh em. Giao lưu của anh em giá 300 nha, bao ship. 300 bao ship tặng nhà cho của anh em luôn. Đẹp lắm. Mẫu này chúng ta vô yêu cây rất đẹp, rất phù hợp. Rồi, 300 của anh em, bao ship. Rồi một mẫu tiếp theo, mẫu này cũng là hàng chữ nhật,
nhưng mà nó thấp chủ nhật luôn. Mẫu này cũng là 430 của em, cũng là 430 bao ship. Mẫu chữ nhật nha. Của em nghe rõ thông số nha. Phủ bì là 40 nha. Phủ bì theo chiều dài là 40. Lật lần theo chiều dài là 36. Phủ bì theo chiều rộng là 28. Lật lần theo chiều rộng là 24. Và chiều cao là 9 phân rưỡi. Mẫu này thì cũng giao lưu với anh em là 430 bao ship. Của anh em được nhận hàng kiểm tra bao vỡ bao bể cho của anh em nha. Của anh em nhận hàng kiểm tra, của anh em thanh toán. Mẫu này là cũng hàng khá xịn. Mẫu này là nó không có lỗ thoát nước nha. Của anh em nếu mà chúng ta cần khoan lỗ thì Santhi sẽ khoan lỗ. Rồi, 430 bao ship. Rồi, một mẫu hàng cũng China, hàng cũng khá là xịn, khá là sắc nét rồi. Mẫu này là mẫu chữ nhật nha. Mẫu này là mẫu chữ nhật. Quên em vô những cây trực, những cây dáng bài, những cây dáng cụm rừng sẽ rất là ok, đẹp. Những cái dòng chậu này thì vô cây nó rất là mát cái cây. Nó rất là thuận lợi phát triển cho bộ rễ nha. Rồi, quên em đây là cái chậu chữ nhật nha. Quên em nghe rõ thông số nha. Kích thước dài là 40 nha. Và lọt lòng là 35. Kích thước ngang là 28. Lọt lòng là 23. Và chiều cao là 15. Mẫu này thì giao lưu của anh em giá 430 nha. 430 bao ship. 430k bao ship. Của anh em được nhận hàng kiểm tra, ok hết của anh em thanh toán. Rồi, 430 bao ship. Đây, một mẫu chậu cũng hàng China, gốm cao cấp. Mẫu này là mẫu tròn nha của em. Mẫu này mẫu tròn nha. Hồ vàng rất là sắc nét. Mẫu này thì 380 của em. 380k bao ship. Giá đã bao ship nha. 380 bao ship. Của em xem hợp ý thì của em gọi điện trực tiếp nha. Mẫu này mẫu tròn. Kích thước phủ bì của em nghe rõ thông số nha. Kích thước phủ bì là 28, lọt lòng là 25, chiều cao là 16.5. Một cái mẫu hàng khá là xịn, hàng China. Những mẫu này của em vô những cây văn nhân hoặc là những cây dáng bay sẽ rất là đẹp, rất là ok. 380k bao ship tận nhà. Của em cứ nhận hàng, của em kiểm tra hàng ok hết này kia, của em thanh toán nha. Rồi, 380 bao ship. Rồi, mẫu tiếp theo của anh em. Mẫu tiếp theo cũng là một oval luôn. Oval này cái men xanh ngọc đẹp lắm. Men xanh ngọc này. Một oval hàng cũng mini. Hàng cây vô cây tầm trung. Này cũng tầm trung trung rồi, không phải mini đâu. Rồi, cái này là thông số phụ oval nha. Phụ bì là 36 nha. Lọt lòng là 33. Chiều ngang phủ bì là 28 nha, lọt lòng là 25 và chiều cao của nó là 9 phân rưỡi. Với em chiều cao 9 phân rưỡi. Mẫu này giao lưu của anh em giá 260k bao ship, hợp lý lắm nha, ngoài giá thật hợp lý luôn, đẹp lắm. Men nó đẹp lắm, men nó 260 này, men rạng xanh rạng này, đẹp lắm. Vô cây nó sang cái cây của anh em ơi, 260 để bao ship nha, bao ship tận nhà, đẹp lắm, oval. Rồi, 260k bao ship. Rồi, tiếp theo là mẫu chữ nhật của anh em. Mẫu chữ nhật có những cái nốt giá cổ này, khá hay, khá đẹp. Nói chung là giá rất hợp lý, cái mẫu này là 260 nha. 260 bao ship. Hợp lý lắm nha mọi anh em. Những cái mẫu này nó đẹp lắm, men nó đẹp lắm. Men này 260 bao ship nha. Cái này chữ nhật. Phủ bì là 33.5 nha và lọt lòng là 29.5. Chiều ngang phủ bì là 25 và lọt lòng là 22. Chiều cao của nó là cũng là 10 phê, 10 phân. Đẹp lắm. Men nó đây này của em. Men xanh ngọc này nó có kiểu như là xanh ngọc mà men rạng đó của em.
đẹp lắm. Chung là giá hợp lý nhé. William muốn ta chơi có những cái rổ khí này, ngoài thuộc này, nó càng giá càng cũ thì nó càng ok. Ta chơi những cây nó già, cây nó lão cái cây. Rồi 260 anh em ơi, 260 bao ship nha, bao ship tận nhà, 260 bao ship tận nhà.